Xin chào, mình là Thanh Nghị. Hôm nay trời rất là nóng đúng không? Và hôm nay mình sẽ pha món cocktail mát lạnh cho mùa hè luôn. Và thành phần chính của cả ba món cocktail này sẽ là nước tonic. Nước tonic là một loại soda có thành phần quinine, là một loại thuốc để chữa bệnh sốt rét. Và khi uống tonic thì ban đầu sẽ có vị đắng, sau đó thì các bạn sẽ thấy một chút ngọt đọng lại ở uống lưỡi. Trước đây tonic thì không dễ tìm nhưng bây giờ rất dễ kiếm ở các siêu thị, đặc biệt là các siêu thị lớn. Và cái lon này thì chỉ có giá khoảng tầm đâu 9.000, 10.000 một lon thôi. Nếu mà sang hơn thì các bạn có thể mua một số loại nước tonic nhập khẩu ở các quán rượu lớn, nhưng mà giá nó sẽ đắt hơn một chút. Còn nếu không thì chỉ cần 10.000 một lon tonic này là uống thoải mái rồi. Tonic có thể uống không, và mình đi làm về mình thường hay làm một lon này luôn. Ở các clip trước thì mình đã từng pha gin tonic, vodka tonic. Tonic có thể kết hợp với rất nhiều các loại rượu khác nhau, và hôm nay mình sẽ kết hợp tonic với ba loại rượu nhá. Đầu tiên sẽ là một chai dry vermouth hay gọi là Martini Rossi, một chai sweet vermouth hay gọi là vermouth đỏ red vermouth, hoặc là Martini Rosso, một chai Campari. Nếu bạn nào đã có cả ba loại rượu này thì bạn sẽ thấy là ngay ở phía sau nhãn dán của những cái chai rượu này, họ đều đề xuất một món đồ uống với lại một thứ nước, đó là tonic. Ở đây mình có sweet vermouth với lại tonic này. Đằng sau chai Campari này họ cũng đề xuất, ngoại trừ Negroni rất nổi tiếng mà mình từng pha rồi, thì đó là Campari với lại tonic. Tonic này. Và đằng sau chai dry vermouth này cũng thế, cũng có với lại tonic. Và hôm nay mình sẽ pha đúng ba món cocktail mà nhà sản xuất đã đề xuất ở trong nhãn dán nhá. Ok, bắt chén thôi. Let's go. Và vì mùa hè rất là nóng rồi cho nên tất cả các cái cốc này mình đã đều để trong ngăn đá tủ lạnh rồi, cho nó lạnh ngắt cả cốc luôn. Cách pha thì cũng rất đơn giản thôi, vì lon tonic này có dung tích là 330, đại khái là 300, thì mình chia làm 3 phần, mỗi cốc sẽ có 100ml và mình sẽ pha theo tỷ lệ là 1:3, tức là 100ml tonic thì sẽ đi cùng với lại 30ml rượu. Đầu tiên là cho đá rồi. Đầu tiên là 30ml sweet vermouth, 30ml dry vermouth, và sau cùng là 30ml Campari. Và bây giờ thì mình sẽ cho tonic lên trên nhá. Mình sẽ trang trí bằng miếng cam này và một chút cam xoắn này. Đây là sweet vermouth tonic, còn đây là dry vermouth tonic, còn đây là Campari tonic. Các bạn có thể tùy ý pha tonic cùng với lại các loại rượu khác, rum, vodka, gin, thậm chí là Jägermeister cũng được, miễn là các bạn thấy thích và nó ngon miệng. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nhé. Mình là Thành Nghị. Bye.